Tàu qua.
cầu kìa. Hồi xưa nghe nói hồi xưa cái cầu bên đó là cái đường đi hồi xưa chưa có đường này. Đúng rồi, cái cầu này mới xây. Dạ. Trước kia là đi trong này thôi, đúng trời. Tại giờ nghe mấy bạn bữa chơi cho bà cô nghe mà đi kêu hồi xưa chưa có đường này là cứ đi được phía trong đó. Cái cầu này mới khánh thành cách đây có khi 10 năm hay là hơn 10 năm gì đó. Dạ đúng rồi, đúng. Hồi nhỏ em vô là siêu vô ra là còn đường theo bằng cân á. Ờ, đúng rồi. Cái đường theo bằng cân đó là hồi nãy nhỏ xíu á. Dạ, nhỏ, đi xe tải rồi đi nó lắc cũng kẹt. Cho nên là mà được bằng cân. Em ở Bình Định hả? Dạ. Nghe giọng Bình Định nhận ra ngay. Nó có cái đặc trưng gì đó. Dạ. Như hơi nặng thế nào? Tiếng em thì cũng gọi là giờ nó cũng đỡ rồi, nó nhẹ bớt rồi chứ. Nhưng mà vẫn nhận ra giọng Bình Định. Kiểu em vô ai cũng lâu lắm rồi, người ta nói sao vô lâu, không đâu tiếng mà nói giờ tiếng em nói vậy giờ biểu đâu đâu sao. À, chị biết có mấy bạn quê Bình Định nhưng các bạn ấy không có không ở cũng vẫn giọng Bình Định. Yeah. Như con bạn của em đó là nó vô nó làm bên dịch vụ bắt buộc nó phải nói theo tiếng Sài Gòn này, nói theo tiếng Bình Định, nói người ta không có nhiều khách nên người ta sẽ không hiểu luôn. Có vài từ thôi. Dạ. Từ gọi là từ địa phương. Đúng rồi, từ địa phương đúng rồi. Thì ở đâu cũng có, ngoài Bắc hay trong Nam hay miền Trung đều. Dạ. Có mấy cái từ gọi từ địa phương. Ra hết mưa rồi. Đúng, đoạn này là đường khô.